Xin chào mọi người, quay trở lại một review của TB Lab. Mình là Bảo Long. Khi nhắc tới thương hiệu Samsung thì thường các bạn nghĩ tới cái gì đầu tiên? Đó có phải những chiếc điện thoại đắt tiền và sang chảnh, hay là những con chip nhớ cái hiệu suất và độ bền cực kỳ cao, hoặc là những chiếc màn hình có trải nghiệm cực kỳ choáng ngợp và chân thật nhất? Đối với mình, đó sẽ là những chiếc màn hình. Và ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc màn hình đến từ Samsung, đó là T35F phiên bản 24 inch. Thì chiếc màn hình chúng ta có kích thước tiêu chuẩn là 24 inch với độ phân giải là Full HD, sử dụng tấm nền IPS đến từ Samsung, có tần số quét là 75Hz với tốc độ phản hồi là 50 giây gray to gray, tích hợp với công nghệ đồng bộ màn hình AMD FreeSync. Theo như cảm nhận ban đầu của mình về chiếc màn hình này á, thì mình cảm thấy nó có thiết kế khá là hiền, đậm chất văn phòng nhưng vẫn toát lên một vẻ tinh tế và hiện đại bởi vì thiết kế không viền của Samsung. Samsung đã trang bị khả năng tương thích với các chiếc đế chuẩn VESA giúp cho việc lắp đặt đa màn hình dễ dàng hơn. Và sau chiếc màn hình này là những đường cắt xẻ ngang trông rất là mạnh mẽ. Chân đế màn hình là chân đế thiết kế theo kiểu chữ V, giúp cho màn hình vững vàng và ít bị rung lắc khi sử dụng. Và có một điểm mình thích ở chiếc màn hình này là nó sử dụng cần sử dụng vui. Đó là joystick để điều khiển và tùy chỉnh các thiết lập có sẵn trên màn hình, mình thấy khá là tiện dụng. Điểm nhấn của chiếc màn hình này đó chính là tấm nền IPS do chính Samsung sản xuất. IPS thường cho chúng ta có một độ chân thực màu rất là cao và góc nhìn thì cực kỳ rộng, đó là 178 độ. Theo như các bạn thấy thì nội dung hiển thị trên màn hình hầu như không thay đổi và màu sắc thì vẫn cực kỳ chính xác. Samsung đã tích hợp các công nghệ bảo vệ mắt cho người sử dụng như là chống nháy hình Flicker Free và công nghệ iSaver. Có một điểm mình cần các bạn lưu ý, đó là công nghệ iSaver chỉ nên bật khi bạn đang sử dụng màn hình để làm các tác vụ văn phòng như là đọc Word, Excel hoặc là đọc báo hay đọc truyện. Bởi vì iSaver nó sẽ thay đổi màu sắc màn hình rất là nhiều và nó sẽ ảnh hưởng tới công việc như là chỉnh sửa hình ảnh hoặc là dựng video. Nếu các bạn đang có nhu cầu để giải trí thì chiếc màn hình này hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó nhờ vào tần số quét 75Hz và công nghệ đồng bộ màn hình AMD FreeSync. Những trải nghiệm khi mình chơi game hoặc là xem phim trên chiếc màn hình này thì cực kỳ là hoàn hảo và mình không có điều gì phải bàn cãi về điều đó cả. T35F có hai cổng kết nối, đó là cổng VGA và cổng HDMI 1.4 cùng với một cổng nguồn. Khá là đáng tiếc rằng chiếc màn hình của chúng ta không có loa và mình hy vọng rằng những đợt sản phẩm sau Samsung sẽ tích hợp thêm loa cho những chiếc màn hình này. Hiện tại trên thị trường thì chiếc màn hình chúng ta có tầm giá tham khảo rơi vào khoảng từ 3 triệu đồng và đó là một sự lựa chọn đáng cân nhắc dành cho không gian làm việc và giải trí của bạn. Xét về tổng thể thì chiếc màn hình T35F phiên bản 24 inch có chất lượng hoàn thiện khá là tốt. Và nếu như các bạn không có nhu cầu chơi hot leo rank hay là chuyên sâu về mặt chỉnh sửa đồ họa mà đơn giản các bạn chỉ muốn chiếc màn hình đáp ứng được nhu cầu vừa làm việc cũng như giải trí nhẹ nhàng trong khi giá tiền phải thật hợp lý thì xin chúc mừng các bạn tìm được chiếc màn hình của mình rồi nhé. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn muốn mình review sản phẩm nào tiếp theo thì hãy để lại bình luận bên dưới phần comment và subscribe kênh YouTube TB Lab để theo dõi những video mới nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.